chào các bạn, anh Đàm mang chương trình giải trí 24 giờ đến với các bạn rồi đây. Hôm nay lướt sơ qua thôi đã thấy một loạt các thông tin hấp dẫn liên quan đến phim ảnh. Đầu tiên phải kể đến ngày mai, bộ phim truyền hình Hàn Quốc Hậu Duệ Mặt Trời sẽ chính thức phát sóng trên kênh truyền hình tại Việt Nam. Tiếp đó là một loạt các phim hài mang đậm tính nhân văn sắp được lên sóng nữa chứ, đảm bảo sẽ hấp dẫn lắm đây. Do đó sao có thể chờ đợi lâu được, mời cả nhà cùng đến ngay với giải trí 24 giờ số ra ngày 20 tháng 4. Buổi hòa nhạc thính phòng diễn ra tại nhà hát thành phố quận 1 tối qua đã thu hút đông đảo khán giả yêu nhạc cổ điển đến thưởng thức. Đây là đêm nhạc phô diễn các tài năng xuất sắc nhất của dàn nhạc giao hưởng HBSO, cùng với sự góp mặt của ba nghệ sĩ khách mời người Hàn Quốc và Nhật Bản. Khán giả được dịp đắm mình trong những giai điệu du dương, tha thiết của nhiều loại nhạc cụ. Tác phẩm mô hình. Mới đây, các bạn trẻ Hà Nội đã được tiếp xúc và thực hành môn nghệ thuật gấp giấy origami xuất xứ từ Nhật Bản. Các bạn trẻ được học gấp giấy tạo hình sự vật từ cơ bản tới phức tạp và tìm hiểu thêm cách sáng tạo những mẫu mới theo sở thích cá nhân. Đặc biệt, mọi người còn biết thêm về ứng dụng giấy gió truyền thống của Việt Nam trong môn nghệ thuật gấp giấy thú vị này. Và nếu Đứt Dây là bộ phim sitcom hài xoay quay những câu chuyện quen thuộc, các tình huống éo le trong cuộc sống hàng ngày giữa các mối quan hệ trong gia đình, phim hứa hẹn không chỉ mang tới khán giả những tràng cười sảng khoái mà còn là một kênh thông tin hữu ích, nơi chia sẻ những bài học sâu sắc ý nghĩa về cách ứng xử trong cuộc sống. Phim Và Nếu Đứt Dây gồm 26 tập phát sóng trên kênh HTV7 lúc 21 giờ tối thứ tư hàng tuần, bắt đầu từ tối nay. Các bạn hãy đón xem nhé. Còn nhiệm vụ gì khác? À, vẫn còn một bộ phim nữa mà anh Đào muốn giới thiệu đến các bạn đây. Đó chính là bộ phim tâm lý xã hội pha hài Con Anh, Con Em, Con Người Ta dài 32 tập sẽ bắt đầu phát sóng vào lúc 13 giờ ngày mai cũng trên kênh truyền hình HTV7. Bộ phim dựa theo tác phẩm Đường Đời Vất Vả của nhà văn Trần Văn Tuấn kể về những ông bố bà mẹ rủ rá gặp lại đi tìm hạnh phúc. Và một thông tin hấp dẫn khác dành cho những ai yêu sách đây, đó chính là chương trình Ngày Hội Đọc Sách năm 2016 sẽ tiếp tục diễn ra ở một địa điểm mới, đó là Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM từ ngày mai đến ngày 29 tháng 4, cả nhà đừng bỏ lỡ nhé! Mấy ngày nay, chắc các fan hâm mộ của phim truyền hình Hàn Quốc Hậu Duệ Mặt Trời đều rất nôn nao trước thông tin bộ phim cực hot này sẽ chính thức phát sóng trên kênh truyền hình tại Việt Nam. Theo thông tin của đài KBS xác nhận, Việt Nam là quốc gia đầu tiên phát sóng phim Hậu Duệ Mặt Trời trong số 33 nước mua bản quyền. Phim sẽ phát sóng độc quyền trên kênh truyền hình HTV2 lúc 21 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày mai. Chùa Một Cột làm từ 100.000 cây tâm giang của thạc sĩ kiến trúc sư Hoàng Tuấn Long đã được tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập là mô hình chùa Một Cột bằng tâm giang lớn nhất Việt Nam. Ngoài ra còn có rất nhiều mô hình độc đáo khác làm bằng tâm giang như đài sen, bông tuyết. Hiện các tác phẩm nghệ thuật này đang được triển lãm tại trung tâm thương mại Resson Mall, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đến hết ngày 1 tháng 5 2016. Hiểu để yêu thương suối nguồn tỉnh thức là thông điệp cũng là tên đêm nhạc được tổ chức mới đây tại Mỹ Đình, Hà Nội. Những người kém may mắn mang trên mình khuyết tật, những người lầm lỡ muốn hoàn lương đã dùng những lời ca, tiếng hát để nói lên nỗi khát khao cháy bỏng về cuộc sống, cũng nhằm để xã hội có cái nhìn thông cảm và chia sẻ hơn, giúp những người kém may mắn, bất hạnh sớm hòa nhập với cộng đồng. Chắc các bạn cũng biết chuyện mới đây dư luận đã dấy lên những ý kiến phản đối khi một trích đoạn trong vở cải lương Mẫu Mực Tô Ánh Nguyệt của soạn giả Trần Hữu Trang đã bị cải biên quá lố, làm sai lệch nghiêm trọng so với nguyên tác. Các diễn viên đã đưa vào những pha hài thô thiển, những lời thoại thiếu ý tứ, thậm chí là còn dung tục với suy nghĩ để mua vui cho khán giả. Trước tình trạng hài đang rất bát nháo hiện nay, nghệ sĩ hài Xuân Hương đã có những chia sẻ rất thẳng thắn với giải trí 24 giờ về vấn đề này. Mời các bạn cùng theo dõi. Đối với tôi, tiếng cười phải mang ý nghĩa nào đó, phải đem đến thông điệp cho khán giả. Nó phải là một bài học cho ai đó, chứ cũng không chỉ đơn thuần cười rồi thôi. Cho nên chính vì vậy mà trong những cái cách gây hài kinh điển mà chúng tôi đã được học, thì là không có cách nào mà trong đó người ta giả gái hay là nói tục, rồi nói những cái câu vô nghĩa, nói những cái câu mà ở ngoài đời mình có thể đùa với nhau. Thậm chí đôi khi những câu ở ngoài đời mình đùa với nhau, mình còn đỏ mặt, thế mà vẫn được đưa lên để mà trình bày, phô bày trước mặt khán giả, thì cái điều đó quả thật là một cái điều rất là đáng buồn. Minh lùng nguyệt cao, ăn ở tào lao mới đẻ ra nó bị khùng. Đã gọi là tác phẩm kinh điển thì đó đã là những bài học rất quý giá cho từng thế hệ của cái bộ môn đó. Cho nên chúng ta không có lý do gì để mà làm cho nó biến dạng đi. Gia đình này gặp nhau, cái vợ đó, ta chỉ cho cái vợ đó.
vậy trời? Ngôn từ, hành vi của một diễn viên thông qua nhân vật, nó đều được hoặc bị người khác đánh giá mình như thế nào, về cái văn hóa nền của mình, về cái văn hóa ứng xử của mình. Chính vì vậy cho nên người nghệ sĩ luôn luôn phải phải chứng tỏ mình là một nghệ sĩ, một nghệ sĩ thực thụ trong lòng công chúng. Các bạn đừng bao giờ thấy khán giả cười mà lấy đó làm hài lòng, mà cho rằng khán giả đã đồng tình với mình. Bởi vì không phải cái cười nào nó cũng giống cái cười nào, mà chúng ta phải biết định hướng để cho khán giả biết cách thưởng thức nghệ thuật và biết cách hiểu cái nào là hài ý nghĩa và cái nào là cái hài thô tục. Hài kịch không chỉ để mua vui mà còn là một môn nghệ thuật mang đến tiếng cười ý nghĩa cho khán giả. Do đó, Giải trí 24 giờ hy vọng rằng những chia sẻ rất thẳng của nghệ sĩ Xuân Hương vừa rồi đã góp thêm tiếng nói trước tình trạng hài dễ dãi như hiện nay, để những người làm nghệ thuật đề cao trách nhiệm tôn trọng với tác phẩm và khán giả. Cả nhà ơi, như vậy là thời lượng dành cho chương trình Giải trí 24 giờ hôm nay đã hết rồi. Anh Đào hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai lúc 17 giờ cũng tại địa chỉ tv.tuitrẻ.vn hoặc tuitrẻ.vn. Mọi thông tin góp ý cũng như cộng tác, mời các bạn gửi về địa chỉ email của chương trình Giải trí 24 giờ @tuitre.com.vn. Chương trình do báo Tuổi Trẻ và công ty Sen Vàng phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.